Thưa quý vị, bây giờ sẽ là một khoảnh khắc vô cùng trọng đại của chương trình khi mà người chơi của chúng ta đã đến mốc câu hỏi thứ 15, cột mốc mà chưa ai có thể vượt qua cả. Nhưng biết đâu ngày hôm nay, người chơi Thư Hiền sẽ là người đầu tiên làm được điều đó. Chị đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng. Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi thứ 15 của chúng ta có nội dung như sau. Khái niệm nào xuất hiện trong Hiệp định Paris năm 2015? A. Netflix. B. Network. C. Net Zero. Và D. Netizen. Với câu hỏi này thì tôi đang băn khoăn hai phương án. Đó chính là Netflix và Network. Chị có thể giải thích vì sao? Vì nó mới. Trong những tình huống như thế này thì chúng tôi luôn nhắc nhở người chơi của chúng ta là mình vẫn còn hai quyền trợ giúp. Đó là 50-50 và gọi điện thoại cho người thân. Chị có muốn sử dụng quyền trợ giúp nào hay không? Tôi sẽ gọi cho em gái ruột của tôi, Lan Chi. Nhờ trường quay nối máy đến chị Lan Chi ạ. Alo, em đang ngủ gọi gì đấy ạ? Tôi là Minh Tân. Và chúng tôi đang có mặt trong trường quay của chương trình Ai là Triệu Phú. Chị Thư Hiền lúc này đã đến câu hỏi thứ 15 và đang muốn nhận sự trợ giúp từ phía bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chị ơi, có máy tính ở đây chưa em ơi? Internet sẵn sàng chưa? Rồi, chị cứ hỏi đi, em gõ Google ở đây rồi. Được rồi, vậy thì hai người có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Chị ơi, gõ đi. Hiệp định Paris khái niệm nào được nhắc đến? Chị hỏi Hiệp định Paris năm nào? Năm 54 hay năm 73? Paris năm 2015. Cái gì? Từ chị đọc chậm thôi. Cái Netizen nó có vẻ sang sang đấy. Hết giờ. Netizen nghe nó sang sang. Đó là câu trả lời mà chị nhận được. Tôi sẽ dựa vào giác quan thứ 6 để trả lời câu hỏi này. Và câu trả lời cuối cùng của tôi chính là phương án D, Netizen. Vì như tôi đã nói rồi thưa anh Minh Tân, dù là hiệp định ra đời năm nào đi chăng nữa thì cũng đều là do con người khởi xướng và do con người ký kết. Như vậy, Netizen sẽ là phương án lựa chọn cuối cùng của tôi. Người chơi đã đưa ra lựa chọn của mình là D, Netizen. Và liệu đó có phải là câu trả lời đúng hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây ít phút. Thế là trượt mất cái giải thưởng rồi đấy. Không có cả đủ tiền để mà mua quần áo ấm để mặc Giáng sinh như này. Ôi, tự nhiên đang xét thì chị mở cửa sổ ra làm gì? Cho nó thấm thía cái lạnh giá nó vào tim nhiều hơn. Để nó thấm thía thêm cả cái sự chua xót khi mà trượt cái giải thưởng lớn nhất của Ai là Triệu Phú. Lại qua trời ơi. Mà em ơi, bao giờ hết xét? Ôi trời ơi, cứ kêu là tại sao mãi không xét. Đến lúc bây giờ nó xét đến tận Noel nhá. Ôi các bà ơi, than rét cái gì, các bà có biết là trái đất có đang nóng lên không? Không biết là đang nóng lên gì cái gì không? Dừng. Chỉ riêng việc các bà thở thôi khiến trái đất nóng lên, các cô biết không? Hơi thở của con người góp phần vào sự nóng lên toàn cầu bởi nó có chứa khí metan và nitơ oxit dù ở nồng độ rất nhỏ. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Sinh thái và Thủy văn Vương quốc Anh công bố kết quả cho thấy, sau khi đo thành phần khí trong hơi thở của 328 người tham gia nghiên cứu, họ kết luận hơi thở của con người chiếm 0,05% lượng khí thải metan của Vương quốc Anh và 0,1% lượng nitơ oxit. Sự góp phần của CO2 trong hơi thở của con người vào biến đổi khí hậu về cơ bản là bằng không vì thực vật hấp thụ gần như toàn bộ lượng khí CO2 mà con người thở ra. Tuy nhiên, hai loại khí còn lại là metan và nitơ oxit vẫn được giữ trong khí quyển. Quý vị thấy đấy, hơi thở của con người cũng có thể làm cho trái đất nóng lên. Chính vì xem được thông tin rất là sốc vừa rồi ở trên Chuyển động 24 giờ khiến cho chúng tôi nảy ra ý định làm một chương trình có chủ đề về môi trường. Và sao đây? Nhanh lên con thở. Đang cố gắng để làm trái đất không nóng lên đấy đúng không? Chúng tôi đang cố gắng để bảo vệ trái đất. Thôi, thở ra, không giải quyết được. Xem chương trình này thì chị em sẽ hiểu rằng là nhịn thở cũng không thể giải quyết được vấn đề gì đâu. Đầu tiên thì phải hiểu ấy là hai chị em cũng như là tôi đều là những máy phát thải di động. Ủa, nghe nó cứ mất vệ sinh kiểu gì ấy. Thôi, anh chị ơi, sao lại trên sóng mà lại nói những cái chuyện luôn. Nó tế nhị, thật sự, anh Minh Tân làm sao ấy. Thì hóa ra là mọi người cứ nghĩ thải nó là như thế à? Chắc là cũng nhiều người hiểu nhầm như vậy nhở? Không biết là mọi người có biết khái niệm phát thải là gì không nhỉ? Phát thải nghĩa là gì? Phát thải là cái gì? Phát thải là khí thải á? Nghe lạ lắm anh ạ. Em chưa nghe bao giờ. Chưa nghe đến bao giờ. Phát thải á?
có phải là phát ra khí thải không? Theo mình biết thì phát thải là các cái hoạt động mà xả thải ra môi trường gây ra cái sự ô nhiễm trong môi trường ấy. Thì như thế nhở? chắc là vậy đấy. Phát thải ạ? Lần đầu tiên em nghe được, em chỉ nghe rác thải chứ em không biết phát thải là gì. Đây em cũng có tìm hiểu. Phát thải tức là cái việc mà mình thải ra môi trường những cái chất có thể gây hại hoặc là gây ô nhiễm. Tức là nó có thể ở dạng rắn này, dạng lỏng này, dạng khí này. Rồi thậm chí phóng xạ cũng là phát thải đấy. Và nguyên cái việc sản xuất nó cũng là phát thải ra môi trường. Không bao giờ chúng ta có thể ngăn chặn được. Qua những gì mà anh Tân nói thì chúng ta thở này, rồi chúng ta ăn này, hoặc là chúng ta sản xuất quần áo thôi là cũng đã phát thải rồi. Còn cái mà chúng ta có thể nhìn thấy thường xuyên nhất, hàng ngày, hàng giờ nhất, đấy chính là phương tiện giao thông. Chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Những chiếc xe 30, không đèn, không còi, không biển số như thế này được nhiều tiểu thương ở đây sử dụng làm phương tiện chở hàng. Xe máy cũ khi đốt cháy nhiên liệu thường không cháy hết mà thải vào không khí một lượng mùi than. Vì vậy, lượng khí thải độc hại thải ra từ phương tiện này cũng cao gấp nhiều lần so với xe máy thông thường. Những cái xe mà cũ như vậy thường là cái lượng khí thải nó gấp 3-4 lần xe máy mới thông thường. Và trong cái quá trình mà nó vận hành thì cái lượng thải ra nó sẽ càng ngày càng tăng theo cái tuổi thọ của nó. Bởi vì xe cũ, động cơ cũ và không được bảo trì bảo dưỡng thường xuyên thì nó sẽ làm ô nhiễm không khí rất nhiều. Kết quả kiểm tra khí thải gần 11.000 xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 40% xe máy trên 10 năm không đạt tiêu chuẩn khí thải, trong khi gần 70% xe máy đang lưu hành tại thành phố có tuổi đời trên 10 năm. Khí thải xe máy đang là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Và để cho người dân có thể hiểu rõ hơn về những cái nguồn phát thải khác nhau thì đó cũng là lý do mà gần đây ở trên sóng của VTV thì ngày càng có nhiều những cái chương trình để có thể bổ trợ kiến thức của mọi người hơn. Ví dụ như là hành trình Net Zero ở trên VTV9 mà chúng ta vừa theo dõi. Ở trong chương trình này thì em được biết là có 3 mục quan trọng, đó là tuần xanh, tâm xanh và điểm xanh. Nó sẽ khai thác vấn đề ô nhiễm này, giải pháp ô nhiễm và cả những cái mô hình hay để như kiểu là tái chế lại. Từ đó thì nó lan tỏa câu chuyện bảo vệ môi trường đến cho mọi người. Không thể tránh khỏi được cái việc nơi nào càng đông con người thì nơi đó càng dễ có khả năng ô nhiễm môi trường, đúng không? Nếu mà không có một cái mô hình hiệu quả. Công nhận. Và chúng ta không thể không nhắc tới đất nước Ấn Độ với thủ đô New Delhi. Mặc dù là ở thủ đô thôi nhưng mà cái tình trạng ô nhiễm thì gần như là năm nào cũng được gọi là đứng top đầu của thế giới luôn. Chắc chắn là không có ai mong muốn. Và thậm chí là trong tháng 11 vừa qua thì giám đốc của Sở Giáo dục New Delhi còn đăng một thông báo ở trên mạng xã hội là các học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 hãy ở nhà và học trực tuyến. Tại vì sao? Tại vì là ô nhiễm không khí ở đất nước này trầm trọng đến mức độ người ta không muốn cho trẻ em ra ngoài nữa bởi vì sợ phát sinh bệnh tật làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Và cũng nói ở đâu xa đâu. Ở các đô thị lớn như Hà Nội chúng ta đây này, thường xuyên là Hà Nội đứng ở top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới mà có những cái chuỗi ngày là cứ quanh quẩn ở trong top 4 không phải thoát ra được. Đỉnh điểm là còn lên đến vị trí thứ 2, thành phố ô nhiễm thứ 2 thế giới. Xưa thì mình cứ nghĩ rằng cái bài hát sắc màu ấy, một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng rồi có thêm cả màu tím tím nữa chỉ là ở trong bài hát thôi. Nhưng mà giờ thì nó lại nằm ở trong cái gọi là người dân theo dõi cái chỉ số ô nhiễm môi trường của ngày hôm nay như thế nào. Xanh xanh vàng vàng tím tím à? Mà nếu mà nó vào màu tím tím thì thôi tập xác định luôn. Nó vào màu tím tím là lúc đấy lại chỉ có trung thành với cả chiếc khẩu trang. Sure. Với những người mà khỏe mạnh như chúng ta thì còn chỉ cảm nhận thấy bằng mắt thôi chứ chưa thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều ấy. Như kiểu người già này, người nhỏ này hay là đặc biệt là những người mà mắc các bệnh về đường hô hấp ấy, người ta sẽ rất nhạy cảm với cái sự thay đổi, cái sự ô nhiễm không khí đấy. Ho này rồi viêm xoang, viêm họng, viêm đường hô hấp nó sẽ trở nặng hơn. Nhưng làm thế nào để có một cái đơn vị mà đo đếm cụ thể cái sự phát thải của mỗi người hoặc là mỗi một cái hành động của con người trong cái cuộc sống này thì mình lấy cái gì để mình đo nhỉ? Chúng ta đã nói đến cái khái niệm Net Zero ở đầu chương trình rồi. Và trong chương trình này thì chúng ta sẽ cố gắng đi tìm hiểu làm thế nào để chúng ta có thể đạt được mục tiêu Net Zero. Thì Net Zero tức là phát thải ròng bằng không. Đây là một cái phương trình làm thế nào đó để cho ra kết quả bằng không. Nên đương nhiên nó sẽ phải có một cái đơn vị. Và để quý vị có thể hiểu hơn về Net Zero thì đây theo chúng tôi sẽ là cách giải thích dễ hiểu nhất. Net Zero hay còn hiểu là lượng khí phát thải nhà kính bằng không. Đây cũng là một trong những thách thức lớn nhất mà loài người đang đối mặt. Nhưng mà nó là gì và nó có khả thi hay không? Hiểu nôm na, chúng ta đang thải ra ngày càng nhiều khí nhà kính và bầu khí quyển như là CO2 hay là metan, là nguyên nhân chính khiến trái đất nóng dần lên. Và để ngăn ngừa thảm họa thiên nhiên đang đến gần thì chỉ có hai cách. Một là giảm thải và hai
là hấp thụ ngược lại lượng khí thải ra. Từ đó, lượng khí nhà kính luôn duy trì ở mức cân bằng. Trung bình một nhà máy sản xuất ra mỗi tấn thép sẽ thải ra 1,8 tấn CO2. Một chuyến bay kéo dài 1 tiếng đồng hồ thì mỗi hành khách lựa chọn phương tiện này đã gián tiếp tạo ra 90 kg CO2. Trung bình một chiếc Porsche 911 cứ chạy 1 km thì sẽ thải ra 242 gram CO2. Còn mỗi chiếc xe máy tay ga trung bình cứ chạy 1 km thì lại thải ra 202 gram CO2. Ngay cả hơi thở, khi mà tôi vừa chấm dứt câu nói này cũng có nghĩa là đã thải ra đâu đó khoảng 2.000 mg CO2. Hay là chiếc áo sơ mi mà tôi hay là các bạn vẫn hay mặc, đâu đó cũng gián tiếp tạo ra 6,75 cân CO2 ra môi trường. Rồi một thứ rất là gần gũi với chúng ta mà vốn không ai nghĩ có thể phát thải được là một bát cơm. Không kể chiếc bát sứ thì phần cơm này cũng gián tiếp tạo ra 0,2 kg CO2, đặc biệt là trong quá trình trồng lúa. Không biết là bao nhiêu CO2 trên người của mỗi chúng ta nữa ấy. Không chỉ trực tiếp tạo ra mà còn gián tiếp tạo ra nữa nhỉ. Mà tôi nghĩ là để có thể hiểu rõ hơn về cái đề tài này, bởi vì là giống như tôi với cả Chi cứ thắc mắc là chả lẽ bây giờ nín thở à? Mà anh lại bảo là nín thở thì cũng vẫn cứ phát thải. Chẳng nhẽ không ăn cơm nữa à? Thế chả lẽ không ăn cơm, không mặc đồ gì à? Thì tôi nghĩ là cái người mà hiểu nhất ý chắc là cái anh vừa xuất hiện trong cái video clip vừa rồi. Và thưa quý vị, tạp chí kinh tế đặc biệt Net Zero cũng là một trong số 7 đề cử trong hạng mục chương trình sáng tạo của năm của VTV Award năm nay. Và cùng với đó là các chương trình 12 ngày đêm lằn danh lịch sử, bước nhảy mùa xuân, buổi sáng đầu tiên 2023, bình minh ấm, gala tiếng Việt, tiếng mẹ thân thương, chương trình Hoa Xuân Ca và mừng tuổi đầu năm cái Tết của mèo con. Nếu như quý vị yêu thích chương trình nào thì hãy bình chọn ở chương trình đó nhé. Quý vị ơi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để bình chọn cho cái vòng 1 này đâu, bởi vì là đúng 12 giờ của ngày 23 tháng 12 thì là đã kết thúc cái cuộc bình chọn cho vòng 1 rồi. Nên là chúng ta chỉ còn có một vài ngày nữa thôi. Nếu như quý vị yêu mến đề cử nào thì hãy nhanh chóng lên trên VTV Go hoặc là soạn tin nhắn đến đầu số 8069 để mà bình chọn cho đề cử mà quý vị yêu mến. Và đề cử nào sẽ giành chiến thắng cho hạng mục chương trình sáng tạo của năm thì chúng tôi sẽ công bố trong lễ trao giải VTV Awards nằm trong chương trình Chào Năm Mới Đa Sắc, được tường thuật trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024. Và chương trình này thì được Vietcombank tài trợ. Quý vị nhớ chú ý đón xem nhé. Và chương trình lướt trên VTV Go ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào quý vị. What up world? It's your girl, just one of the peeps down here.